Em có muốn đi coi thêm đồ không? Dạ cũng được anh. Hay là mình qua bên kia. Anh Sơn! Anh Sơn! Anh Sơn! Anh Sơn! Hả? Đứng lại! Trời khốn nạn! Anh con! Cậu làm cái gì vậy hả? Thì ra anh bỏ rơi tôi là vợ con nhỏ này đó hả? Ủa? Trời là cô ơi, ta sao? Mấy thằng đẹp trai bảnh bao đây nè. Thi có bồ nhí lắm. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Anh chọn tôi hay là chọn nó? Anh trả lời đi. Cô thừa biết là anh Sơn chọn ai rồi mà. Nhìn cô đi, lôi thôi, lết thết tàn phai mà tự tin để cho anh Sơn chọn. Cô ăn nói cho cẩn thận nha. Cô có biết trên đời này loại người mà người ta ghét nhất là loại người gì không? Là kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác. Người ta còn gọi là tiểu tam nữa đó. Nè, cô gọi ai tiểu tam đó? Giật chồng người ta, không phải là tiểu tam chứ là kiểu gì? Nè, cô đừng có mà quá đáng nha. Tôi nói cho cô biết, trong tình yêu á, kẻ nào hết được yêu mới gọi là kẻ thứ ba. Cô... Thôi con, cô gái, tôi thấy cô còn trẻ, cô có rất nhiều lựa chọn. Tại sao cô lại đi chọn một người đàn ông đã có gia đình? Đã vậy, anh ta còn ruồng rẫy vợ con nữa. Cô thấy anh ta có xứng đáng với tình yêu của cô hay không? Tôi không mượn mà lo. Tôi không lo cho cậu, tôi chỉ lo cho cô gái này thôi. Phải rồi, con gái bà tốt dữ lắm. Nếu tốt đã không gặp một thằng Sở Khanh làm cho có thai rồi quất ngựa tri phong, tốt lắm mà gặp hết thằng này tới thằng khác. Tôi xui thôi, mới qua đường với nó nên phải chịu trách nhiệm. Bà nhìn lại con bà đi. Nói chung từ nay chấm dứt, dẹp hết. Anh cậu, đồ khốn nạn. Đi anh, khốn nạn mà. Tôi chỉ ảnh hưởng em bé. Dương ơi, có sao vậy? Dương ơi, Dương à, con ơi, đừng làm mẹ sợ mà con ơi. Đến phút cuối, nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là giấc mơ.